em sẽ quay về cái chỗ này. Khi mà mình mua một cái số, mình cầm cái này lắc nó không bị dơ, là cái số thực sự là cái số này, cái số là cái acrylic nó chưa bị dơ ấy, dơ lắm ấy, thì cái chất lượng của nó, cái giá trị sử dụng của nó vẫn còn rất là cao ấy anh em ạ. Chào tất cả các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe. Thì có sức khỏe thì mới làm được những cái công việc mình mong muốn. Nói chung là sức khỏe luôn luôn là cái điều quan trọng nhất anh em ạ. Thì khi mà em ốm đau em biết rồi. Lúc mình bị ốm bị đau rồi chả thiết tha một cái gì anh em ạ, không thiết tha một cái gì luôn. Thì, và cũng xin gửi lời chúc cho tất cả các anh em chạy tàu về thuyền xe luôn luôn bình an nhá, phát tài, bình an và phát tài. Thì hôm nay cũng rất là đặc biệt, em có một đơn đặt hàng của em Nguyễn Đông ở Hàm Thuận Nam, chỗ gần cầu ông Hạnh ấy. Chắc em nói sẽ nói lên đây, có anh em nào ở Bình Thuận thì sẽ biết Hàm Thuận Nam gần cầu ông Hạnh tỉnh Bình Thuận. Thì em Đông, em có xem trên kênh YouTube và trên kênh TikTok bán hàng của em, và anh em Đông em mới biết, em biết đến em, và em ấy nhờ điện thoại hỏi bảo là anh ơi, bên cơ sở anh có số ZF để lắp vào con Hyundai Chago 4 chân không. Thì cũng rất là may, thực sự cũng rất là may, vì em nói may mắn ở đây là cho em Đông là vì sao, vì cái dòng số này ấy, em mở thử được trước đây ấy, anh em đăng lên được loại số ZF 2530 ấy, 2530 thì em thử được về, mới là số ZF là em về bán buôn hết. Thì cũng là may là hôm kia em vừa về một con số, em Đông em bảo là em muốn mua một con số ZF 221, thì cũng may là em vừa về nhé, em vừa về con số này. Thì em Đông em mới bảo là anh để cho em, nếu mà em Đông mà chậm một ngày nữa chắc chắn là em sẽ bán buôn hết, vì cái số này là em về phát là em bán cho các anh em chuyên đổ buôn bán đồ Hyundai ấy. Thì em làm rất nhiều những cái video bán số của Vô này, bán số Trang Long này, bán số Phao này rất là nhiều. Nhưng hôm nay cũng rất là đặc biệt là mình là đầu tiên làm một cái đơn đặt hàng bán lẻ số ZF 221 để lắp lên con xe Hyundai Chago 4 chân nhá anh em nhé. Thì em sẽ giới thiệu qua là con này là hộp số ZF 221. Thì đây anh em xem này, nó cái số đời cao này thì nó sẽ có cục điện ở đây này anh em. Xem nó có cái cục điện này là số đời cao nhé. Cái số này là cách đây 2-3 năm ấy, là em bán vào trong Sài Gòn cho các anh em có công ty, các giám đốc công ty ấy, người ta hay mua về để lắp vào trên xe Hyundai Chago, toàn là 80 triệu cái hộp số này thôi anh em ạ. Nhưng bây giờ giá thành nó sẽ rẻ hơn một tí. Thì đây con số này số đời cao, số còn rất đẹp nhá, số nghĩa địa anh em ạ, số nhập từ bên Hàn về, số này là số Hàn Quốc nhá, số ZF của Hàn Quốc. Nhìn cái chất bãi này, cái số này là số bàn cờ, nó hình bàn cờ anh em ạ, hình bàn cờ. Số này lắp trên con Chago, Hyundai Chago nhá anh em nhá, Chago 3 chân 4 chân tất cả. Cái số này nó có đời 151 này, 221 này, 181 này và 220. Thì đây, như con này là số 151 anh em nhá. Để em sẽ nói cho anh em phân biệt giữa cái số 151. Hai số nhìn thì rất giống nhau nhưng nó là khác nhau. Vì cái số 151 này là cái bụng này, cái chiều dài từ đây, cái chiều dài của hộp số nó sẽ ngắn hơn. Cái số 221 thì nó sẽ dài hơn. Từ đây đến đây của con 151 thì rất là ngắn, nhưng từ cái chỗ này đến chỗ này của con 221 này đây mà em bán cho em Đông ở Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận là nó sẽ dài hơn là số 221 anh em nhé. Và nó có cục điện đây. Và cái số này là số ZF 221. Đây cái lúc anh em thợ có rửa máy và phột bị bung cái mác này, nhưng đoạn em sẽ vẫn vào cái giá cái mác này và gửi trả lại cho em Đông ở Bình Thuận. Thì cái dòng số này ấy thực sự là em bán rất là nhiều. Cái số này số nghĩa địa này về thường dùng đấy, anh em xem này, nó chưa có tí dòng keo nào cả, số vẫn còn nguyên nhá, số trong kia chưa dòng keo gì. Nói chung là cái dòng số này nó rất là dở. Một cái là nó có hơi bàn cờ đây, nó hay bị động nước, đâm nước vào thì nó sẽ nằm ở lâu ở đây thì nó sẽ hay bị mất màu sơn anh em ạ. Và lúc cái đặc điểm là của cái số này là cái sơn của nó rất là giòn, khi phột nước vào nó sẽ bay sơn. Nhưng nói chung là cái chất bãi này của nó thì thực sự là với mọi người là nó không thể thay đổi được, vì cái bao giờ cái đồ bãi với đồ trong nước, đồ nghĩa địa với đồ trong nước bao giờ nó cũng giá trị sử dụng nó khác nhau hoàn toàn luôn. Cũng như anh em nào thường theo dõi kênh bán hàng của em thì biết rồi, một con máy em vẫn nói luôn, một con máy nghĩa địa và một con máy lụi địa ở trong nước cắt ra thì nó cùng là một loại máy, nhưng cái giá trị sử dụng của nó khác nhau hoàn toàn nha anh em nhé. Cái giá trị sử dụng nó là những con máy nghĩa địa của nó còn giá trị sử dụng còn rất là cao, vì thứ nhất là bên nước ngoài ấy,
cái đường xá, cái cung đường, cái đường xá người ta chạy rất là đảm bảo. Thứ hai là cái liên hạn sử dụng, cái liên hạn sử dụng của ở bên nước ngoài người ta có liên hạn, ví dụ chỉ có 5 năm hoặc 7 năm là người ta đã phải cắt giữ xe rồi, người ta không cho chạy nữa rồi, bên đất nước người ta không cho chạy nữa rồi. Nhưng Việt Nam mình là hỏng sửa là chạy, thì vì sao mà cái hàng trong nước lúc nào là rất là xấu và kém chất lượng hơn cái hàng ở bên nước ngoài nhập về. Đấy là đồ cũ nha anh em nhá. Đấy thì em mới bảo là thế này, con số này thì nó là số ZF221. Thì em Đông bảo là khi nào mà anh cố gắng anh quay làm một cái video và đăng lên kênh bán hàng giúp em, và cố gắng gửi số sớm nhất cho em có thể để em lắp lên xe. Em đang xe em đang bị hỏng, thì bây giờ em sẽ, thực ra cái số này em chả có gì mà phải kiểm tra vì nó còn nguyên. Mà cái số này ấy, thường thường là em về bán là cái chất lượng của nó đều được hết vì số đã nhập bên Hàn Quốc, bên nước ngoài về. Thì bây giờ em sẽ quay qua vòng xem số nó có êm hay là số nó có êm ru hay là số nó có êm hay nó bị mắc cái gì không anh em nhé. Thế đây, em sẽ quay cái A-cơ này để kiểm tra cái số. Đấy anh em xem này, cái nó sẽ cái số chạy rất là êm này. Và mình đây anh em nha. Em sẽ quay về cái chỗ này. Khi mà mình mua một cái số, mình cầm cái này lắc nó không bị dơ, là cái số thực sự là cái số này, cái số là cái A-cơ nó chưa bị dơ ấy, dơ lắm ấy, thì cái chất lượng của nó, cái giá trị sử dụng của nó vẫn còn rất là cao ấy anh em ạ. Thì có nghĩa là theo những cái kinh nghiệm mình mua máy, mỗi anh em một nghề mà, mỗi người một nghề, mỗi người sẽ có cách thủ thuật và cách chọn hàng mà trong cái, chỉ có trong những người trong nghề thì người ta mới hiểu thôi anh em ạ. Đây em quay cái số này rất là êm nhá, nó không có bị sọc dơ ráo cái gì cả, rất là êm thực sự luôn. Thì coi như con số này là đạt yêu cầu rồi đấy anh em ạ, đạt yêu cầu. Thực sự là em nói thật với anh em là cái gì nó đến với mình đều là có cái giá trị hết, chứ không phải là tự nhiên may mắn hay là rủi ro, nó đều tự nhiên nó rơi trên trời xuống anh em ạ. Đối với em là tất cả đều nó có nguyên do hết, cái may mắn nó cũng tự xảy do mình tạo ra cố gắng. Ví dụ như người ta bảo tại sao, người ta cứ lo hỏi em là tại sao mày may mắn mày bán được nhiều hàng, mày đỏ thế. Không phải anh em ạ, mình làm, mình có chữ tín. Thì khi mà em đã bán hàng cho một người rồi, mình có chữ tín với một người này, người ta về dùng mua cái sản phẩm của mình, người ta về dùng người ta thấy đáng đồng tiền bát gạo, đáng đồng tiền và cái giá trị sử dụng mình mang lại, người ta xứng đáng với cái đồng tiền người ta bỏ ra. Thì khi mà người ta về dùng người ta thấy tốt, thì khi bạn bè người ta hỏi bảo anh mua cái máy này ở đâu, tôi cũng muốn mua một cái máy của như thế, thì chắc chắn là những người ta đã dùng cái sản phẩm của mình tốt rồi, người ta bảo tôi mua ở cửa hàng này. Và em đã được rất nhiều các anh em đã từng mua hàng của em lần một giới thiệu cho bạn bè người thân mua máy của em rất là nhiều. Thực sự là đấy là một cái điều mà em cảm thấy rất là vui và mừng vì mình đã làm đúng, cảm thấy mình đang đi đúng hướng anh em ạ. Càng ngày cảm thấy tự mình cảm thấy càng ngày cái giá trị và cái thương hiệu và cái chữ tín của cái cơ sở của mình càng ngày càng lớn nha anh em nhé. Cái cơ sở của mình, cái chữ tín của mình càng ngày càng lớn. Nếu mà anh em nào mà mua hàng của em rồi thì chắc chắn là sẽ biết. Như hôm qua em cũng vừa gửi cái con máy V8DC9 vào cho anh Phương, anh ở Long An, ở Đức Hòa Long An. Thì anh ấy có điện khi nhận hàng xong một hôm sau, anh ấy điện cho em tưởng có vấn đề gì, thì anh ấy điện bảo Hưng ơi, anh nhận được máy rồi, bây giờ anh mới lên xem máy, máy đẹp quá em ạ, anh cảm ơn em. Thực sự là cái đấy, thực sự là đó là một cái điều anh Phương anh điện cái cuộc điện thoại đấy em, đó là cái phần thưởng mà em thấy cảm thấy mình thấy vui nhất. Vì thực ra là khách hàng người ta mua cái sản phẩm của mình, người ta ở rất là xa, người ta không biết mình là ai, người ta mua cái sản phẩm đặt hết niềm tin vào mình, mà mình khi mà mình trao lại cái chữ tín và trao lại cái sản phẩm tốt nhất cho người ta. Thực sự cái điều đấy là điều mà em luôn luôn muốn hướng tới. Vì trong lòng em ấy, thực sự với anh em là bây giờ có những anh em ấy mua của em cả con máy 200 triệu, 150 triệu, 100 triệu. Anh em không biết em ở đâu cả, nhưng anh em vẫn dám gửi gắm và đặt niềm tin vào cơ sở của em. Đấy là một cái điều mà em luôn luôn trân trọng và ghi nhớ, không bao giờ dám quên. Vì thực sự là cái cơ sở của mình có thành công như ngày hôm nay là tất cả là do mọi người đã đặt niềm tin. Vì có những người đặt niềm tin vào mình rồi thì khi em đăng lên kênh bán hàng ấy, thì có những người khác thì sao, người này mua, người kia mua rồi thì tại sao mình không mua. Cái đấy là cái điều rất là cảm ơn những anh em mà đã luôn luôn tin tưởng và luôn luôn ủng hộ và ủng hộ em từ đầu. Để khi mà mình bán được những sản phẩm tốt rồi thì mình có đăng lên kênh bán hàng thì những người sau người ta nhìn vào ở đấy cái cơ sở này người ta làm việc, công nhận nhìn người ta làm việc có uy tín và có chất lượng. Và những người, và cũng có những anh em ở các tỉnh, bây giờ anh em nào đã mua hàng của em mà vẫn còn chưa đủ tin tưởng ấy, thì em sẽ cho mọi người
số điện thoại của những cái người ở trong cái tỉnh đấy đã từng mua hàng của em, và mọi người có thể điện đến hỏi trực tiếp cho những cái người đã mua hàng của em rồi thì mọi người sẽ biết và nhờ nhau tư vấn. Vì em đã làm như thế rồi, vì hôm trước em bán con 6D4 ấy cho chú Dũng ấy, chú Dũng không tin ai, em gọi em tư vấn cho chú Dũng cả một tiếng hai tiếng đồng hồ chú không tin. Nhưng em bảo là ai là chú ơi, chú gọi điện cho anh Quốc, anh ấy cũng ở Kiên Giang ở gần nhà chú anh ấy mua máy của cháu rồi, chú xuống xem đây, chú điện cho anh ấy tư vấn. Thế là em cho số điện thoại của anh Quốc thì chú Dũng điện, chú Dũng ok luôn. Thế là chú xuống tận nơi xem con máy của em bán cho anh Quốc. Thế là chú ấy bảo ừ, chú tin rồi, chú chốt mua máy của cháu. Thật ra là đấy, mình có làm tốt với anh Quốc thì anh Quốc ấy, em cũng bảo luôn là anh không cần phải nói tốt về cơ sở em, anh cứ thấy mua hàng của em như thế nào thì anh cứ nói với chú Dũng như vậy. Thế là chú Dũng ok luôn, bảo sau này chú sẽ giới thiệu thật nhiều những người là mua máy hay là người thân bạn bè của chú mua máy, chú sẽ giới thiệu hết cho cháu. Cái đấy là cái điều mà mình cảm thấy mình đã làm được, và cũng xin cảm ơn tất cả những người đã trước đây đã luôn luôn ủng hộ và đã tin tưởng giao hết trách nhiệm và ủng hộ cơ sở của em. Thì qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến riêng em Đông ở Bình Thuận, ở cầu Ông Hạnh ấy, gần cầu Ông Hạnh đã đặt niềm tin vào, vừa rồi cũng anh em mới biết nhau lần đầu thôi, nhưng thực sự là chân thành gửi lời cảm ơn và tri ân đến em Đông vì đã thực sự đặt niềm tin vào cơ sở của em. Và qua đây cũng xin chúc cho em Đông mua con số này về dùng thật bền, dùng thật tốt nhá. Và qua đây cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng, và em cũng xin chào tất cả mọi người, chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe, và xin hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.